Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất hân hạnh là gặp lại quý vị và các bạn ở một video tiếp theo của em về Đà Lạt. Như vậy là mùa xuân đã đến, những bông hoa anh đào đã nở rộ trên khắp tuyến đường quyến rũ lữ khách lên thành phố Đà Lạt. Những ngày vừa qua, hoa đào đã phủ hồng trên các tuyến đường, gây xao xuyến biết bao nhiêu lòng người. Mùa này, ngoài hoa man đào ra, còn có nhiều loài hoa khác đua nhau khoe nở. Trong đó có một loài hoa nữa, đó là hoa bất tử. Hôm nay em sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn một loài hoa này không phải là hoa đào. Hoa này thường được các bạn trẻ tặng nhau để thể hiện tình cảm của mình. Hoa bất tử có nguồn gốc từ Úc và được cây giống rộng rãi tại các tỉnh miền Bắc cũng như là những vùng núi ở phía Nam, trong đó có khí hậu mát mẻ như Đà Lạt. Đối với loài hoa này, người ta thường chọn làm những giỏ hoa hoặc là trái tim lẵng hoa với kiểu dáng hình thức phong phú đa dạng để làm quà tặng cho bạn gái. Với món quà này luôn mang nhiều ý nghĩa, mong muốn tình cảm luôn được thủy chung dù có phong ba bão táp như thế nào đi chăng nữa. Hôm nay em sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn vườn hoa bất tử nằm ở khu vực xã Xuân Thọ, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 14 km. Hôm nay cũng là buổi chiều ngày 15 tháng 1 năm 2023, vào lúc 15 giờ. Nhân dịp buổi chiều hôm nay, em xin kính chúc quý vị và các bạn thật là nhiều niềm vui và thật là nhiều hạnh phúc. Còn bây giờ thì xin kính mời quý vị và các bạn cùng với em sẽ đi vào khám phá vườn hoa bất tử này. Rồi, em đang đứng ở ngay khu vực rừng hoa bất tử và mình sẽ đi theo lối này quý vị, đi qua những cái cây thông này sẽ đến một cái quán cà phê. Sau đó em sẽ đưa quý vị đi tham quan một loài hoa, đó là loài hoa bất tử. Ở đây nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 14 km và mất khoảng 24 đến 25 phút đi xe thì mới đến được ngay vị trí này. Mùa này còn có hoa man đào nở rộ, ngoài ra thì còn có hoa bất tử nữa quý vị. Ở đây là thuộc tỉnh lộ 20, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt. Mở cửa từ 8 giờ cho đến 17 giờ, tức là 5 giờ chiều. Bây giờ thì em xin kính mời cô bác anh chị, chúng ta sẽ đi lối này. Ở đây là lối để xe máy này. Tới đây là cổng để mà đi vào. Nơi đây thì rất là thiên nhiên,
Chào em. Mấy cái giỏ hoa này dễ thương quá ha. Cái này bán hay là sao vậy em? Cái này thì bao nhiêu một 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 một? Cái đó thì trăm hai. À. Muốn gì kêu? Kêu một soda đào, một cái thịt cút. Phê đang nóng. Thế là mình nóng máy hay là pha phin? Cà phê sữa đá thì pha phin sẵn, cà phê sữa nóng thì Em, cái hoa này là nó nở quanh năm hay sao em? nó có nở thôi, chỉ khi nào trời nắng thì bông nó sẽ nở, còn trời mưa thì bông nó sẽ rút lại. À. Rồi, em cảm ơn. Và đây là những bông hoa bất tử đầu tiên. Mình có thể mình ngồi đây vừa uống cà phê vừa ngắm hoa. Rất là tuyệt vời. Hoa ở dưới kia, một rừng hoa luôn. Rất 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 là nhiều hoa bất tử. Ở dưới này có hai bạn đứng chụp hình này. Hoa quá trời hoa. Hoa màu vàng này. Rồi, bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em đi xuống vườn hoa. Mình sẽ đi theo lối này. Là nhiều hoa. Ngày nay những loại hoa bất tử hay gọi là hoa giấy như thế này á, em thấy ở ngoài chợ thì bán không có nhiều lắm quý vị. Trồng hoa như thế này thì họ đều bán cung cấp cho các cơ sở kinh doanh và đặc biệt là những chỗ mà làm hoa khô, rồi những chỗ mà làm những món quà lưu niệm. Trước kia ở Đà Lạt mình loại hoa này trồng phổ biến, nhưng mà ngày nay thì do thị trường không có tiêu thụ loại hoa này nữa, thành ra là bà con mình chuyển sang trồng hoa cúc thì không có nhiều bà con cô bác mình trồng ở Đà Lạt nữa. Quý vị có thể thấy nhìn từ góc ở dưới này nhìn lên thì hoa nở rất là nhiều ha. Khu vườn này em thấy hoa có màu vàng này, màu hồng và màu trắng, ba màu chủ đạo. Nhưng mà phổ biến nhất là màu hồng. Ở khu vườn này ngoài người ta mở điểm tham quan để cho du khách chụp hình, ngoài ra thì người ta còn cung cấp hoa cho ra thị trường cũng như là nhân giống. Một số loại hoa, trong đó có loại hoa bất tử. Tại khu vườn này ước tính có khoảng 5.000 cho đến 6.000 mét vuông, men theo sườn đồi, thấp thoáng cùng với những cây bông giấy này, đó là những rẫy cà phê của bà con. Quý vị có thể thấy ở đây có bông hoa màu hồng này, khá là đẹp nè. Hồi nhỏ em hay dùng những cái hoa như thế này và sau nó lại
làm những cái bánh xe để chơi, hoặc là những cái nhụy hoa mình ngắt ra làm con xoay. Ở khu vườn này quý vị có thể di chuyển xuống một cách dễ dàng bằng phương tiện xe máy, bởi vì đường đi khá là dễ dàng. Mình đi theo tỉnh lộ 20, tức là ngay chùa Chạy Mát, chùa Linh Phước đó. Mình đi xuống Xuân Thọ, và từ Xuân Thọ đi xuống khoảng 7 km nữa thì đến khu vực này. Ở ngoài thì người ta có đề một cái bảng rừng hoa bất tử rẽ bên tay phải quý vị. Đối với loài hoa này thì nở rộ nhất đó chính là mùa xuân quý vị, bởi vì mùa này thường là trời nắng và không có mưa. Chính vì vậy loài hoa này nó rất là ưa ánh nắng mặt trời. Mỗi khi mà có nắng lên á thì loài cây này sẽ nở bông rất nhiều và đẹp. Đứng ở dưới mà nhìn lên á thì rất là đẹp quý vị. Vào khoảng độ tháng 2 hoặc là tháng 3 thì quý vị có thể đến đây để mà chụp hình, để lại cho mình những bức ảnh đẹp để làm kỷ niệm. Hoa này thì ở ngay khu vực chùa Linh Phước á, thì có tượng Phật Quan Âm được làm bằng hoa, toàn là bằng hoa bất tử quý vị. Đó chính là loài hoa này. Tượng Phật Quan Âm được xác lập kỷ lục thế giới, đó là bức tượng Phật Quan Âm bên trong chùa Linh Phước với hoa bất tử lớn nhất thế giới. Bức tượng cao 17 m thì được xây dựng vào cuối năm 2009 quý vị, và sử dụng 650.000 bông hoa bất tử. Loài hoa này còn có tên gọi khác, đó là cúc bất tuyệt. Đây là một loại thực vật thuộc họ cúc. Hoa này được ví như là tình yêu bất diệt các quý vị, bởi vì các bạn trẻ thường dùng hoa này để tặng nhau, cũng như là thể hiện tình yêu của mình. Hoa tuy là nhỏ bé thôi nhưng mà mang rất là nhiều ý nghĩa sâu sắc. Thường được các bạn hay tặng cho nhau, đặc biệt là trong dịp lễ 14 tháng 2 đó quý vị, cũng như là hoa hồng. Tại đây có bông hoa màu hồng đẹp quá. Nhụy thì màu vàng quý vị, bên trong thì nó có phấn và nó hơi hơi màu trắng ở bên trong. Bên ngoài thì có cảm giác nó giống như là bằng nhựa vậy đó, giống như là hoa giả vậy đó quý vị. Khi mà những bông hoa sắp sửa tàn rồi á thì nó sẽ như thế này, và nó sẽ bay bay đi giống như là hoa bồ công anh vậy đó, bay đi trong gió và sẽ tiếp tục mọc lên những cây khác. Quý vị nhìn bên mấy bên này thì chúng ta thấy là màu sắc nó rất là đẹp.
Ở đây có những chú đang tiếp tục với công việc của mình, đó là nhân giống những cây hoa bất tử này ra. Hoa này quý vị và các bạn để rất là lâu luôn. Những cây bông giấy như thế này em thấy là rất là tốt nha. Cây khá là cao, cao chừng khoảng 70 đến 80 cm. Ở đây mình vào á, mình kêu nước uống ra là mình sẽ đi, trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi chụp hình hoa. Hồi trước á, thì người ta thu vé 20.000 đồng cho một người, nhưng mà ngày nay thì không có thu vé. Mua nước uống là được đi tham quan rồi. Kia có một cái vị trí để mà các bạn đứng đó để chụp hình check in á. Bây giờ thì em xin kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em sẽ tiến về khu vực bên đó. Ở đây có một cây hồng nhưng mà không ai hái hết quý vị. Có một số trái thì nó khô luôn ở trên cành luôn rồi. Hoa này người ta phải dùng hệ thống tưới, tưới tự động. Bởi vì diện tích ở đây khá là lớn, người ta không thể nào dùng dây kéo mà tưới tận nơi được. Như vậy thì rất là mất thời gian cũng như là tốn công sức. Trước đó người ta cũng trồng loài hoa này nhiều nhất ở Đà Lạt luôn á. Trồng hoa này cũng tương đối là khó quý vị, đất thì phải rất là xốp. Đối với những ngày mưa á, thì khả năng là những cái cây này rễ của chúng sẽ bị ngập, ngập úng. Ở Đà Lạt nhiệt độ tương đối là thuận lợi cho cây trồng này phát triển, từ 18 cho đến 26 độ C. Cũng rất là lý tưởng để mà loại bông như thế này sinh sôi và phát triển. Đây có hoa mua nữa này.